Hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2021, hai sản phẩm là chiếc nồi chiên không dầu Hikut S20 và đèn sưởi chính hãng Lefa gửi về cho hai vị khách hàng. Chiếc nồi chiên không dầu Hikut S20 dung tích 14,5 lít, công suất 1.700W. Gửi về cho anh Nguyễn Quốc Hùng, số 53/7 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và chiếc nồi chiên không dầu Hikut S20 này nhà em bảo hành cho anh 12 tháng, nó sản xuất đổi trả trong 7 ngày. Thì anh vui lòng kết bạn Zalo 0972802081 thì em sẽ tư vấn và hướng dẫn sử dụng cũng như bảo hành trên Zalo cho mình. Và sản phẩm tiếp theo là chiếc đèn sưởi nhà tắm hàng chính hãng Lefa. Gửi về cho anh Tuấn ở số 20 phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và chiếc đèn sưởi hai tắm, đèn sưởi nhà tắm hai bóng này thì em bảo hành chính hãng cho anh 24 tháng, bảo hành bóng 12 tháng. Thì trước khi gửi đi như thông lệ, nhà em sẽ kiểm tra lại tất cả cái chức năng phụ kiện để tránh cái việc lỗi hoặc là thiếu linh kiện sản phẩm đổi đi đổi lại. Thì đầu tiên là chiếc nồi chiên không dầu Hikut S20. S20 là chiếc nồi chiên cao cấp, đốt thanh nhiệt kép trên dưới, và toàn bộ mặt ngoài của nồi đều được phủ hợp kim mạ sơn màu đen tĩnh điện. Bảng điều khiển vừa cảm ứng vừa bán cơ tiếng Việt, rất là dễ sử dụng. Phụ kiện đi kèm theo nồi gồm có một lồng chiên quay dùng để rang nạc, lỗ bỏng, chiên khoai hoặc là rang các loại ngũ cốc vân vân. Một giỏ chiên sâu lòng, một thanh nhựa để ốp máy chống chạm vào tường, một bộ trục 10 thanh xiên dùng để xương xiên nướng thịt, rau củ quả. Và đi kèm theo là 10 cái trục này sẽ có hai cái vỉ inox như thế này để chúng ta có thể là lắp cái trục thanh xiên kia vào để nướng thịt, rau củ quả. Một tấm chắn dầu, vừa là tấm chắn dầu vừa là vỉ chiên. Một trục đi kèm với hai cái ghim này để chúng ta có thể quay gà, quay vịt nguyên con. Một khay hứng dầu Elox 304. Và mọi người lưu ý giúp em nhé, khay hứng dầu này thì nó sẽ có một cái lớp ni lông màu xanh xanh này cả mặt trên và mặt dưới. Thì khi chúng ta về nó sẽ bóc ra, bóc cả trên cả dưới ra, không nó sẽ chảy cái ni lông này ra. Mọi người nhớ là khi về nó bóc ra nhá. Một sách hướng dẫn sử dụng Hikut S20, một phiếu bảo hành chính hãng của Hikut. Thì trên phiếu bảo hành chính hãng này nó sẽ có ngày xuất kho là tháng 11 năm 2021 và mã sản phẩm. Bảo hành tại trung tâm miền Bắc là ở lô 1 4 khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, và miền Nam là 478 đường Liên Phường, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo phụ kiện của nó sẽ có gồm một cái vỉ chiên, thanh inox dày, chiên cá, gà nguyên con, các miếng thịt hoặc rau củ quả lặn. Và một tay dụng cụ lấy đồ. Nhà em tặng kèm theo lồi thì sẽ có một chai xịt dầu dùng để rán đậu, nem cá, chả này, và thêm một đôi găng tay chống nóng hàng cao cấp. Cùng sau đó là sẽ có thêm một hộp đũa mạ vàng Kodia 10 đôi 20 chiếc. Và khi tất cả phụ kiện của chiếc nồi chiên không dầu Hikut S20 đã kiểm tra xong thì em sẽ kiểm tra chức năng của nồi. Chúng ta bật nồi bằng on off, đèn lên, điều chỉnh các chế độ bằng cách xoay lúm điều khiển, giã đông, cánh gà, sấy khô, 16 chức năng cài đặt sẵn. Các chế độ phím cảm ứng gồm có nhiệt độ, chiếu sáng, thời gian, chế độ tùy chỉnh, nguồn nhiệt trên dưới, lồng quay rô ti và hẹn giờ chạy. Chúng ta sẽ điều khiển bằng cảm ứng một chạm. Đây là bật đèn, mặt kính nhìn và có thể quan sát bên trong đồ ăn, rất là tiện lợi. Và bấm bật chạy, Hikut S20 chạy rất là êm. Vỏ thì không bị sợ nóng vì phía trong vỏ là có một khoảng chân không cách nhiệt, nên là mọi người có thể yên tâm tuyệt đối là mặc dù là vỏ hợp kim nhưng mà nhiệt sẽ không thể truyền ra bên ngoài được, vì phía bên trong
của lồi giữa lớp vỏ và lớp lòng lồi đã có một khoảng chân không để chống nóng. Chúng ta mở ra phía bên trong. Mở lồi sẽ có 3 lớp này để tránh cái việc là bị cánh rơi xuống đột ngột. 2 lớp này, 3 lớp này. Phía dưới sẽ có 2 thanh đốt kép và phía trên sẽ có nhiệt gió đối lưu, mai so đối lưu. Lòng nồi thì được phủ inox 304, không lo bong chóc chống dính. Và khi sản phẩm đã kiểm tra ok thì nhà em ngoài tem phiếu bảo hành của hãng ra thì nhà em sẽ có thêm một cái tem phiếu bảo hành viết tay mực đỏ để có ký tên để khẳng định cái uy tín thương hiệu. Ngoài tem phiếu bảo hành của hãng ra sẽ có thêm một tem phiếu mực đỏ viết tay có ký tên và dán trực tiếp trên sản phẩm đằng sau thân nồi. Một cái tem bảo hành nữa có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại để mọi người có thể liên hệ để cần tư vấn hay bảo hành. Ok, chiếc nồi chiên đã kiểm tra ok, tất cả mọi thứ ok. Chúng ta sẽ kiểm tra xem chiếc đèn bóng. Chiếc đèn bóng, đèn sửa nhà tắm 2 bóng, hiệu Lê Pha, hàng chính hãng Việt Nam, đã gửi về cho anh Tuấn. Gửi về cho anh Tuấn ở Hai Bà Trưng, Hà Đông, Hà Nội. Và đi kèm theo cái chiếc đèn sửa nhà tắm này thì sẽ có một bộ trục, một bộ trục để lắp đèn, một bộ trục này, giá đỡ và ốc vít, một phiếu bảo hành chính hãng Lê Pha, một giấy hướng dẫn sử dụng Lê Pha. Thì hàng chính hãng của nó mọi người để nhìn này, bóng nó là bóng vàng, loại xịn, loại đắt, nhìn rất là sáng, nó khôn. Nhựa là nhựa ABS nguyên sinh. Và thương hiệu Lê Pha sẽ được dập chữ đỏ. Trên bóng sẽ có thương hiệu Lê Pha. Anh em thợ có thể kiểm tra và thẩm định đây là hàng chất lượng hay không. Hàng chất lượng của nó sẽ là đuôi sứ, dây chống cháy và lõi cấp nguồn. Lõi cấp nguồn dòng điện là lõi đồng. Dây rất là mềm và dài, không như các cái dòng hàng lắp ráp, hàng nhái, hàng giả rẻ tiền. Thì dây này dây lõi nhôm, đuôi thì là đuôi nhựa và bóng là bóng loại rẻ, rất dễ cháy nổ. Mọi người lưu ý chọn các cơ sở là uy tín để tránh cái việc an toàn trong khi quá trình sử dụng ở phòng tắm, môi trường ẩm ướt rất là dễ cháy nổ. Bóng sẽ có 2 công tắc. Công tắc số nhất, số 2, 2 bóng đã lên đã sáng. Nhiệt lên rất nhanh trong vòng 3 giây. Và sau khi đã kiểm tra ok thì cũng như chiếc nồi Hygood, đèn sửa nhà tắm cũng vậy. Nên ngoài tem phiếu bảo hành chính hãng ra thì nhà em sẽ có thêm một tem phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên để khẳng định cái uy tín thương hiệu. Và cũng dán trực tiếp trên sản phẩm này. Mọi người nhìn nhé, dán trực tiếp trên sản phẩm một cái tem phiếu bảo hành, đầy đủ địa chỉ, số điện thoại. Hàng nhà em xuất ra thị trường bao giờ cũng vậy, rất là cẩn thận. Mọi chi tiết xin liên hệ tổng kho Thành Được, số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xe mang trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử Thành Được 28 07 1992 a@gmail.com.